Việt Sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/ Việt Sách Official Store. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu bài học với bài Review 2. Và bây giờ để bắt đầu bài học này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của bài Review 2 nhé. Phần đầu tiên của chúng ta đó là phần Listening. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần Nghe. You will hear 5 short conversation and you will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, show the correct answer A, B, C. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe 5 đoạn hội thoại. Và ở mỗi đoạn hội thoại chúng ta sẽ được nghe 2 lần. Và có một câu, và sau mỗi đoạn hội thoại thì mình sẽ có một câu hỏi. Và trong với mỗi câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho cô, tìm cho cô câu trả lời đúng trong 3 đáp án A, B và C. Và ở đây mình có 5 câu hỏi như các bạn đã nhìn thấy ở trên slide here. Ở trên slide ở đây ạ. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành bài tập đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Review 2. Listening. You will hear 5 short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer, A, B, or C. 1. Have you thought about which university you want to attend? Yeah, but I haven't really decided yet. I'm looking at places that have opportunities to carry out research. Me too. And I think it'll be really useful if there are counselors to talk to. The university I'm looking at has both of those, but it doesn't usually put on many events. I don't mind that. Can you send the information to me? Sure. Now, listen again. Have you thought about which university you want to attend? Yeah, but I haven't really decided yet. I'm looking at places that have opportunities to carry out research. Me too. And I think it'll be really useful if there are counselors to talk to. The university I'm looking at has both of those, but it doesn't usually put on many events. I don't mind that. Can you send the information to me? Sure. 2. Do you think being an interior designer is a good job, Mom? Yes, you could work on many projects like homes, offices, and schools. That'll make the job interesting. That's true. What about the bad things? Well, it could be stressful. You know, your customers could have lots of requests, and it isn't easy to make everyone happy. Now, listen again. Do you think being an interior designer is a good job, Mom? Yes, you could work on many projects like homes, offices, and schools. That'll make the job interesting. That's true. What about the bad things? Well, it could be stressful. You know, your customers could have lots of requests, and it isn't easy to make everyone happy. 3. Hi, Grandpa. How was your day? It was great. I just finished my first dance class. Huh? I thought you were taking a gardening class. I am, but that's in the morning. Oh, you do a lot. Yes, well, your grandma had a passion for dancing and always wanted me to dance with her, but I was always too busy. I want to do this to remember her. That's so sweet of you. Now, listen again. Hi, Grandpa. How was your day? It was great. I just finished my first dance class. Huh? I thought you were taking a gardening class. I am, but that's in the morning. Oh, you do a lot. Yes, well, your grandma had a passion for dancing and always wanted me to dance with her, but I was always too busy. I want to do this to remember her. That's so sweet of you. 4.
Hey, how was your talk with Mrs. Brown? It was good. She said my essay was better and also gave me some study tips. Cool. What did she say? She told me to check out some websites with free tutorials. She also gave me some suggestions to make better visual aids. I'll send you a picture of my notes. Thanks a lot. Now, listen again. Hey, how was your talk with Mrs. Brown? It was good. She said my essay was better and also gave me some study tips. Cool. What did she say? She told me to check out some websites with free tutorials. She also gave me some suggestions to make better visual aids. I'll send you a picture of my notes. Thanks a lot. 5. Have you thought about your future career, Jane? Yes, I want to be a beautician. Nice. I think you'd be a great beautician. Thanks. I need to take some courses since there's so much to learn. And my mom said if I wanted to open my own business, she'd help me. But I'm going to work at a spa first to get some experience. That's a good plan. Now, listen again. Have you thought about your future career, Jane? Yes, I want to be a beautician. Nice. I think you'd be a great beautician. Thanks. I need to take some courses since there's so much to learn. And my mom said if I wanted to open my own business, she'd help me. But I'm going to work at a spa first to get some experience. That's a good plan. Rồi và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Và bây giờ để giúp chúng ta có thể hoàn thành được bài tập này thì mình sẽ cùng nhau đọc đoạn script của từng đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi tương ứng nhé. Đoạn script đầu tiên chúng ta có cuộc hội thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ. Have you thought about which university you want to attend? Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc là bạn muốn theo học trường đại học nào chưa? Bạn nam nói là yes, but I haven't really decided yet. I'm looking at places that have opportunity to carry out research. Có rồi nhưng mà tớ vẫn chưa quyết định được. Tớ đang tìm kiếm những nơi mà có cơ hội để thực hiện những cái nghiên cứu. Me too, and I think it will be really useful if there are counselors to talk to. Tớ cũng vậy, và tớ nghĩ sẽ rất hữu ích nếu có những người tư vấn để mình có thể trò chuyện cùng. The university I'm looking at has both of those, but it doesn't usually put on many events. Trường mà tớ đang tìm kiếm thì có cả hai điều đấy, nhưng mà nó lại không thường tổ chức rất nhiều, không thường tổ chức các sự kiện. Bạn nữ nói là I don't mind that. Can you send the information to me? And the boy says sure. Và bạn nữ nói là tớ thì không phiền điều đấy. Và bạn có thể gửi thêm thông tin về trường đấy cho tớ được không? Thì chúng ta có ở đây. Và bạn nam nói là chắc chắn rồi. Vậy thì mình sẽ cùng nhau nhìn vào câu hỏi ngay đầu tiên nhé. Two students are talking about which university to attend. What doesn't the university offer? Hai bạn đang nói chuyện về trường mà hai bạn có dự định nhập học. Và trường đấy thì không cung cấp điều gì. Chúng ta có counselors, là những người tư vấn. B, many events, rất nhiều sự kiện. C, research opportunities, cơ hội nghiên cứu. Vậy ở đây chúng ta nhìn cho cô, ở trong phần script của mình. Và chúng ta thấy bạn nam có nói là but it doesn't usually put on many events. Vậy ở đây trường này có cả hai, đó là counselors và research opportunities, nhưng nó lại không có gì nhỉ? Many events. Vậy đáp án đúng của mình sẽ là đáp án B. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến đoạn script của đoạn hội thoại số 2 nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đoạn hội thoại này là nói về một bạn nam nói với mẹ của mình. Bạn nam hỏi mẹ là Do you think being an interior designer is a good job, mom? Mẹ ơi, mẹ có nghĩ là nếu trở thành một nhà thiết kế nội thất thì có phải là một công việc tốt hay không? Yes, you could work on many projects like homes, offices, and schools. That will make the job interesting. Có chứ, con có thể làm việc ở rất nhiều dự án như là nhà này, văn phòng và trường học. Điều đó sẽ khiến cho công việc của mình trở nên thú vị hơn.
That's true. What about bad things? Người con nói là, đúng đó, vậy thì còn những điều mà không tốt thì sao? Well, it could be really stressful. You know, your customer could have lots of requests. And it isn't easy to make everyone happy. Có thể là công việc này rất là áp lực. Con biết đấy, khách hàng của mình thì có rất nhiều những yêu cầu và thực sự không dễ dàng để khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Vậy thì đây chính là đoạn dịch và đoạn hội thoại của đoạn script của đoạn hội thoại số 2. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2. A boy is talking to his mom. What does the mom say is a bad thing about an interior designer? Một bạn trai đang nói chuyện với mẹ của mình và mẹ của bạn ấy nói cái gì? Điều gì là điều không tốt về là một người thiết kế nội thất? A. Many projects là rất nhiều dự án. B. Bad customers là những vị khách rất là xấu, rất là tệ. C. Stress là áp lực. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn với phần script ở dưới đây ạ. Script ở đây thì mẹ có nói là gì nhỉ? Well, it could be really stressful. Nó rất là áp lực. Vậy thì ở đây điều mà người mẹ muốn nói với con mình là cái điều không tốt khi mà trở thành một nhà thiết kế nội thất của chúng ta, đó chính là đáp án C, stress. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với đoạn script của đoạn hội thoại số 3. Là một bạn nữ nói chuyện với ông của mình. Hi grandpa, how's your day? Chào ông, ngày hôm nay của ông thế nào? It was great. I just finished my first dance class. Rất là tuyệt, ông vừa hoàn thành xong lớp học nhảy đầu tiên xong. I thought you were taking a gardening class. Nhưng mà cháu nghĩ là ông đi học lớp làm vườn cơ mà. I am, but it's in the morning. Ông có nhưng mà cái lớp đấy vào buổi sáng cơ. Oh, you do a lot. Và bạn cháu này thì có nói là ông làm nhiều việc thật đấy. Yes, well, your grandpa has a passion for dancing and always wanted me to dance with her. But I was always too busy. I want to do this to remember her. À, đúng rồi, bà của cháu thì luôn luôn có đam mê với việc, đam mê với vũ đạo và luôn luôn muốn ông là nhảy cùng bà ấy. Nhưng mà ông đã từng rất là bận. Nên vì vậy ông muốn làm điều này để nhớ đến bà. Oh, that's so sweet of you. Ông thật ngọt ngào làm sao. Vậy thì vừa rồi mình đã cùng nhau đến với đoạn dịch của đoạn hội thoại số 3. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần câu hỏi nhé. A girl is talking to her grandfather. What class does the grandfather take to remember his wife? A. Gardening. B. Baking. And C. Dance. Một bạn nữ đang nói chuyện với ông của mình. Và lớp nào, ông của bạn ấy tham gia lớp học nào để nhớ đến người vợ của mình? Và lớp học đầu tiên đó là gardening, lớp học làm vườn này. Baking, làm bánh. Và dance là lớp học nhảy. Vậy mình sẽ cùng nhau đến phần hướng dẫn ở đây, à phần script ở đây ạ. Ở đây chúng ta có là Your grandma has a passion for dancing and always wanted me to dance with her, but I was always too busy. I want to do this to remember her. Vậy ở đây ông của bạn ấy tham gia lớp học gì nhỉ? Lớp học nhảy đúng không ạ? Cái đáp án đúng của mình sẽ là đáp án C. Bây giờ mình sẽ đến với đoạn hội thoại thứ tư nha. Hey, how your talk with Missy Brown? It was good. She said my essays were better and also gave me some study tips. À, đây là hai bạn nam, bạn nữ, là hai bạn học nói chuyện với nhau về việc học tập của mình. Bạn nữ có hỏi bạn nam là ơ thế cái việc bạn nói chuyện với cô Brown như thế nào rồi? Bạn nam có trả lời là khá là tốt, cô ấy nói là bài của tớ thì đã tốt hơn và đưa cho tớ một số tip để học tập nữa. Bạn nữ sẽ nói là cool. What does she say? She told me to check out every website with free tutorials. She also gave me some suggestions to make better visual aids. I will send you a picture of my notes. À, thế bạn nữ mới hỏi là vậy là cô Brown nói gì? Thì bạn nam có trả lời là cô nói với bạn ấy là check tất cả các website mà có các tài liệu miễn phí. Và cô ấy còn đưa cho bạn một số cái gợi ý là để có thể làm những cái mind maps hoặc là sơ đồ tư duy và những thứ mà tài liệu các hỗ trợ về mặt hình ảnh tốt hơn để học. Và bạn ấy còn nói với là tớ sẽ gửi cho cậu
những cái bức tranh về những cái ghi chú của tớ. Tớ sẽ gửi cho cậu cái ảnh ghi chú của tớ và bạn nữ nói là thanks a lot, cảm ơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ có phần câu hỏi ở phần thứ tư của chúng ta như sau. Two students are talking about study tips. What can they find on the website their teacher suggested? A. Free tutorials. B. Visual aid. And C. Essay models. Hai bạn đang nói về những cái tip để học tập và họ có thể tìm thấy ở những gì ở trong cái website mà cô giáo đã hướng dẫn. A là free tutorials, là những hướng dẫn học miễn phí. Visual aids là những cái hỗ trợ về mặt hình ảnh giúp các bạn học tốt hơn. C, essay models là những bài văn mẫu. Vậy thì mình sẽ cùng nhau nhìn cho cô một phần ở đây. She told me to check out some website with free tutorials. Cô ấy bảo tớ là kiểm tra những cái website mà có những cái hướng dẫn học miễn phí đúng không ạ? Vậy thì đáp án ở đây của chúng ta thì chắc chắn sẽ là đáp án A, free tutorials. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với đoạn hội thoại số 5 nào. Have you thought of the future career change? Yes, I want to be beautician. Ở đây là đoạn hội thoại giữa một bạn nam và bạn nữ hỏi nhau ạ. Bạn nam mới hỏi bạn nữ là Have you thought about your future career change? Là cậu đã nghĩ đến cái nghề nghiệp tương lai của mình hay chưa, Jane? Bạn Jane mới nói là Yes, I want to be a beautician. Có, tớ muốn làm chuyên gia, làm đẹp. Nice, I think you'll be a great beautician. Tuyệt, thật là tuyệt bởi vì tớ nghĩ cậu sẽ là một chuyên viên trang điểm, chuyên viên làm đẹp rất là tuyệt vời. Thanks, I need to take some courses since there's so much to learn. And my son say if I wanted to open my own business. She would help me, but I'm going to work at Spafford to get some experience. Cảm ơn, tớ cũng phải cần tham gia rất nhiều một vài khóa học bởi vì là có quá nhiều thứ để học. Và mẹ tớ có nói là nếu mà tớ muốn mở cái việc kinh doanh riêng của mình thì mẹ tớ sẽ giúp tớ. Nhưng tớ sẽ phải làm công việc, tớ phải làm ở spa trước để có kinh nghiệm. Bạn B nói là that's a good plan, đây là một kế hoạch tốt đấy. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo nào. Two students are talking about future job. What will Jane do? Hai bạn đang nói với nhau về công việc tương lai của mình. Bạn Jane sẽ làm gì? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với script để xem là bạn Jane sẽ làm gì nhá. I'm going to work at a spa first. Đầu đầu là bạn Jane, bạn đã có ý định là bạn ấy sẽ mở cái việc kinh doanh. Bạn sẽ mở cái spa riêng của mình, đúng không nào? Tuy nhiên, để có kinh nghiệm làm việc với cái ngành làm đẹp này thì bạn ấy sẽ phải làm việc ở các spa trước. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta thì chắc chắn đó là đáp án B, work at a spa. Và bây giờ mình sẽ chọn đáp án đó là đáp án B. Và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong phần listening. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục với bài học ngày hôm nay của chúng ta nhé. Và phần tiếp theo của mình đó là phần reading. Và bây giờ để bắt đầu phần reading này thì cô mời các bạn cùng nhau đến bài tập đầu tiên nào. Read the text about study tips. Choose the correct answer. A, B, C, D. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc đoạn hội thoại về bài, về các gọi là các tips để mình học tốt hơn. Chọn đáp án đúng A, B, C, D. Và bài học ngày, bài đọc của ngày hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Improve your study skills. Nâng cao kỹ năng học tập của mình. Và các bạn sẽ nhìn cho cô, trong mỗi câu sẽ có một chỗ trống. Và mình sẽ chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn này một cách chính xác nhất. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bài tập của mình nhé. Nào, câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Study can be stressful task, especially if you have an important test coming up. Việc học có thể là một nhiệm vụ rất là áp lực, đặc biệt là nếu mà bạn có một cái kỳ thi quan trọng sắp tới. However, there are some effective study tips that can help you jot down information more easily. Và dưới đây đó là có một số cái tip học rất là hiệu quả để có thể giúp bạn thông tin một cách dễ dàng hơn. Vậy ở đây các bạn nhìn cho cổ, chúng ta có 4 đáp án. Đáp án A, retain. B, required. C, help out. And D, stock. Vậy ở đây chúng ta sẽ có nào. Help cộng
somebody cộng với động từ nguyên thể đúng không ạ? Have này cộng với ai đó này và cộng với verb nguyên thể, và chúng ta có từ đó là từ information, là thông tin. Chúng ta có từ retain là ghi nhớ, require là yêu cầu, help out là giúp đỡ. Stock ở đây chúng ta có thể hiểu danh từ đó là hàng ở trong kho. Vậy thì đáp án đúng của mình trong đây sẽ là gì nhỉ? That can help you làm sao? Chúng ta có một cụm từ đi với information mang nghĩa là nhớ thông tin. Vậy ở đây chúng ta có chọn đáp án retain information. Retain là giúp chúng ta nhớ thông tin một cách dễ hơn. Vậy thì câu 1 của mình sẽ chọn đáp án đó là đáp án A, retain. Đến câu số 2 nào. 1. Create a study schedule. It can be helpful to create a schedule that includes what you need to study and when. This will help you stay organized and stop you from feeling A. Competitive. B. Discouraged. C. Visual. And D. Audio. Cái cách đầu tiên mà người ta hướng dẫn chúng ta đó là làm gì nhỉ? Tạo ra một cái bảng biểu học tập. Nó có thể rất là giúp ích nếu mà chúng ta tạo ra một thời khóa biểu bao gồm là cái mà chúng ta cần học này và chúng ta nên học khi nào. Điều đó sẽ giúp chúng ta làm sao trở nên sắp xếp mọi thứ trở nên theo có trình tự hơn và ngăn chúng ta việc cảm thấy chấm 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 chấm. Vậy mình có cụm từ stop from feelings là ngăn chặn hoặc là dừng việc chúng ta cảm thấy như thế nào. Vậy thì ở đây chúng ta dừng cảm thấy như thế nào được nhỉ? Chúng ta có ý A, competitive, có nghĩa là cạnh tranh. Discouraged là chán nản. Visual là về mặt nhìn hình ảnh và audio là về mặt âm thanh. Vậy thì chắc chắn ở đây đáp án đúng của mình sẽ là đáp án gì thôi? B, việc tạo ra những cái thời khóa biểu, tạo lịch học có thể giúp chúng ta trở nên ngăn nắp này, luôn luôn có kế hoạch này và tránh việc chúng ta trở nên chán nản. Vậy thì đáp án đúng của mình sẽ đáp án B. Mình sẽ cùng nhau đến câu số 3 nào. Cách số 2 mà trong bài yêu cầu trong bài hướng dẫn chúng ta là use active studying techniques. Don't just read through your materials. Use active techniques like note taking, summarizing and testing yourself. A good way to help you retain information better is create both visual and audio yourself. Và chúng ta có 4 đáp án. A. Books. B. Videos. C. Certificates. And D. Aced. Chúng ta sẽ có như sau nào. Sử dụng các kỹ thuật học tập tích cực. Đừng chỉ có đọc tài liệu. Đừng chỉ có đọc qua tài liệu của mình. Sử dụng các kỹ thuật tích cực như ghi chú, tóm tắt và tự kiểm tra. Một cách tốt để giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn đó chính là chúng ta tạo ra cả chấm 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 hình ảnh và mặt cả hình ảnh và âm thanh. Tự tạo ra chấm 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 hình ảnh và âm thanh. Vậy ở đây chúng ta có books là sách, videos là các video đúng không ạ? Certificate đó chính là các chứng chỉ và aid là các phương tiện hỗ trợ. Vậy thì đáp án đúng của mình thì chắc chắn nó sẽ là visual and audio aid đúng không ạ? Là chúng ta sẽ phải cách nhớ thông tin tốt hơn đó là mình tự tạo ra các phương tiện hỗ trợ cả về mặt hình ảnh lẫn âm thanh để giúp mình có thể nhớ những cái thông tin đấy. Vậy thì đáp án đúng của mình sẽ là đáp án D. Tiếp tục phần bài đọc nào. Cái tip số 3, find study group or partner. Studying with others can help you stay because they can cheer you up when you want to keep up. You can also help each other when one of you doesn't understand something. Tìm một nhóm học tập hoặc là tìm một bạn học nhóm. Học với người khác có thể giúp bạn chấm chấm chấm. Bởi vì họ có thể cheer you up, cheer somebody up có nghĩa là làm chúng ta trở nên hứng khởi hơn. Cổ vũ chúng ta khi mà chúng ta muốn từ bỏ và bạn cũng có thể giúp đỡ người khác. Nếu một trong hai bạn, một trong số các bạn không hiểu cái gì đó, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án như sau. A. Safe. B. Updated. C. Motivated. And D. Opened. Chúng ta có safe là an toàn, updated là chúng ta cập nhật thông tin mới. Motivated là giúp chúng ta trở nên, motivated có nghĩa là
Động lực có động lực, open là luôn luôn cởi mở. Vậy thì việc mà chọn một nhóm học tập này hoặc là chọn một người học thêm thì giúp chúng mình cảm thấy thế nào nhỉ? Cảm thấy làm sao ạ? Trở nên có động lực hơn đúng không? Bởi vì luôn luôn, luôn luôn có người cổ vũ chúng mình khi mà chúng mình muốn từ bỏ việc học. Vậy thì bản đúng của mình sẽ đáp án C, motivated. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến tips tiếp theo nào. Take breaks, don't study for hours without taking a break because it will make you feel... it will only make it harder to learn new things. Đầu tiếp theo, tiếp thứ tư của chúng ta, người ta có nói đó là nghỉ giải lao, đừng học hàng giờ liền mà không nghỉ ngơi. Vì điều đó sẽ khiến việc học thứ gì đó, học một thứ gì mới trở nên khó khăn hơn. Take a few minutes to rest your mind every 30 minutes. Chúng ta sẽ phải dành ra một chút ít thời gian để cho cái tâm trí của mình để thư giãn đầu óc sau mỗi 30 phút học tập. Tip số 5, get enough sleep. Your brain needs to rest effectively retained. Your brain needs rest to effectively retain information. Ngủ đủ giấc, não của bạn cần được nghỉ ngơi để ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả. Make sure you get enough sleep to help your brain digest the material you have studied. Chắc chắn rằng, đảm bảo rằng bạn phải ngủ đủ giấc để não những thông tin, những tài liệu mà mình đã học. Và chúng ta sẽ có các đáp án như sau. A. Remember, nhớ. B. Think, nghĩ. C. Develop, phát triển. D. Put, là đặt. Vậy ở đây chúng ta sẽ có gì nhỉ? Ở tip số 5 người ta muốn chúng ta là chúng ta cần phải đảm bảo là ngủ đủ giấc để não bộ của mình có thể làm sao những cái tài liệu và kiến thức mình học nhỉ? Vậy đáp án đúng theo dịch của mình thì chắc chắn nó sẽ phải là ý A, remember, là have your brain remember materials you have studied. Và đoạn cuối của mình thì người ta có nói là these tips are effective and easy to do. By following these study tips, you can improve your learning. Nhưng cái lời khuyên sau đây rất hiệu quả và dễ thực hiện. Bằng cách làm theo những lời khuyên học tập này thì bạn có thể cải thiện việc học của mình. Và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong phần đầu tiên, đó là phần reading. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay nhé. Đó là phần vocabulary. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần A trong phần vocabulary nào. Fill in the blanks using the word in the box. There are two extra words which you do not need to use. Chúng ta sẽ cùng nhau điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong ô. Và có hai từ thừa mà chúng ta không cần sử dụng. Và chúng ta có các từ như sau. Entrepreneurs, physical therapist, voluntary, reward and satisfaction. Đầu tiên chúng ta có từ entrepreneurs, đó là nhà kinh doanh. Physical therapist, nhà vật lý trị liệu. Voluntary, tự nguyện. Reward là phần thưởng. Satisfaction là hài lòng. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau điền các câu. Chúng ta có 3 câu và mỗi câu mình sẽ điền một từ ở trong bảng sau. Tuy nhiên, có 2 từ thừa và chúng ta không cần điền. Vậy thì các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô 3 câu mình cần hoàn thành nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lần lượt và mình sẽ đọc lần lượt này và trả lời từng câu một. Number 1. The extra activities are completely .. About 35% of our students choose to attend them. Các hoạt động bổ sung là .. Và khoảng 35 học sinh chọn tham gia chúng. Vậy ở đây các bạn thấy cho cô, chúng từ cần điền của mình đó là ở sau động từ to be và sau trạng từ. Vậy thì từ loại của nó đa thông thường sẽ là tính từ đúng không ạ? Và trong đây từ duy nhất của chúng ta là tính từ và phù hợp với nghĩa của câu đó chính là từ voluntary, có nghĩa là tự nguyện. Vậy đáp án đúng của mình trong câu số 1 đó chính là voluntary. Vậy câu đầy đủ của mình sẽ là the extra activities are completely voluntary. About 35% of our students choose to attend them. Các hoạt động bổ sung là hoàn toàn tự nguyện. Có khoảng 35 học sinh, 35 sinh viên của chúng tớ chọn tham gia. Number 2. Most dot-dot-dot find that they had to work really hard when their business first started. Hầu hết .. nhận ra rằng là họ cần phải làm việc thực sự chăm chỉ khi mà cái việc kinh doanh của họ mới bắt đầu.
Vậy thì nói đến kinh doanh của chúng ta thì chắc chắn mình sẽ chọn đâu là đáp án gì nhỉ? Entrepreneurs là các doanh nhân đúng không ạ? Đáp án đúng của mình sẽ là từ entrepreneurs. Và câu đầy đủ của chúng ta đó là most entrepreneurs find that they have to work really hard when their business first started. Number three, we are going to .. her for her hard work by taking her on a trip. Câu số 3 nào. Chúng tớ sẽ .. cô ấy cho sự làm việc chăm chỉ của mình bằng việc đưa cô ấy đi nghỉ du lịch. Vậy thì ở đây chúng ta chắc chắn đó là phải một động từ. Và trong đây từ duy nhất của mình còn là động từ, đó là từ reward. Vậy đáp án đúng của mình sẽ là từ reward. Và câu đầy đủ của chúng ta là we are going to reward her for her hard work by taking her on a trip. Chúng tớ sẽ thưởng cho sự chăm chỉ của cô ấy bằng cách đưa cô ấy đi du lịch. Vừa rồi đây chính là đáp án của phần task A trong vocabulary. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần task B. Fill in the blank with the words from unit 5. The first letter is already there. Chúng ta sẽ cùng nhau điền vào chỗ trống ở các bài. Điền vào chỗ trống với các từ ở unit số 5 mình vừa học ạ. Với chủ đề là lifelong learning. Và từ chữ cái đầu tiên đã được điền cho chúng ta rồi. Vậy các bạn nhìn ở đây chúng ta có 3 câu. Và ở đây mỗi câu sẽ còn thiếu một từ. Và chữ cái đầu tiên của mỗi câu, mỗi từ đã được điền cho chúng ta. Và chúng ta sẽ chọn các từ mà bắt đầu bằng chữ cái mà đề bài đã cho. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc dịch và lần lượt làm các câu nha. Câu số 1 nào. I swore very .. when I failed the test. I was sad and I didn't want to continue the course. Tớ đã rất .. khi tớ trượt bài kiểm tra. Tớ đã rất buồn và không muốn tiếp tục khóa học nữa. Vậy thì ở đây trong bài số 5 của chúng ta có một từ để điền vào chỗ trống này. Và nó mang nghĩa là khi mà chúng ta trượt bài kiểm tra và không muốn và buồn và không muốn tiếp tục khóa học thì đấy mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Chán nản đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta có từ chán nản, nó cũng bắt đầu bằng letter D của mình, đó là từ discouraged. I was very discouraged when I failed the test. I was sad and didn't want to continue the course. Number 2. The boys need to practice his .. He gives up whenever he can solve problem. Chàng trai này cần phải luyện tập cái sự .. Anh ấy luôn luôn từ bỏ khi mà anh ấy không thể giải quyết được vấn đề. Vậy ở đây chúng ta có từ cần điền bắt đầu bằng chữ S đúng không ạ? Vậy ở trong số bài số 5 của mình có một từ bắt đầu bằng chữ S nói về tính tự giác và tự lập. Vậy thì ở đây câu số 2 của mình chúng ta điền đó từ self-disciplined. Vậy câu đầy đủ của mình sẽ là the boy needs to practice his self-discipline. He gives up whenever he can't solve a problem. Number 3. It takes time and effort to necessary knowledge and skills for the job. So be patient. Chỉ cần nó tốn thời gian và công sức để .. những kỹ năng, những hiểu biết và kỹ năng cần thiết cho công việc này, nên vì vậy hãy kiên nhẫn. Vậy ở đây chúng ta có một từ có liên quan đến việc là cần thời gian và sự nỗ lực để có thể đạt được những cái sự hiểu biết và kỹ năng cần thiết. Và chúng ta có từ đạt được ở đây trong unit 5 mình đã học, đó là từ acquired. Vậy câu đầy đủ của mình sẽ là it takes time and effort to acquire necessary knowledge and skills for the job, so be patient. Và vừa rồi chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành xong phần vocabulary trong phần review 2. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần grammar task A. Report the information below. Trong phần task A của phần ngữ pháp này, chúng ta sẽ cùng nhau tường thuật lại những thông tin dưới đây. Và mình sẽ sử dụng câu đó là câu gì nhỉ? Report the speed là câu trần thuật. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành phần bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần câu hỏi nhé. Chúng ta có 3 câu đầu 3 câu ạ. Câu đầu tiên, number 1, Mr. Lewis to me set a goal and create a plan for achieving them.
Ông Lewis, thầy Lewis nói với tớ, hãy đặt ra mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được điều đó. Vậy thì ở đây chính là câu mệnh lệnh đúng không ạ? Vậy thì đáp án của mình sẽ viết như sau. Mr. Lewis told me to set a goal and create a plan for achieving it. Thầy Lewis bảo tớ là đặt mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được điều đó. Number 2, Mrs. Thompson to John. You shouldn't be afraid to change your career. Cô Thompson có nói với John. Bạn không nên sợ khi mà thay đổi cái công việc của mình. Vậy ở đây chúng ta thấy chúng ta dùng có từ shouldn't, thì câu này có nghĩa là lời khuyên đúng không? Và lời khuyên của mình và lời khuyên của cô Thompson nói với Jones. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án như sau. Mrs. Thompson advised John not to be afraid to change his career. Ở đây chúng ta phải đổi your career thành his career. Bởi vì người được khuyên ở đây không phải chúng ta đúng không? Mà là Jones. Nên vì vậy mình sẽ đổi your thành his. Câu số 3. Susan to Miss Miller. Could you discuss my career options with me? Susan có nói với cô Miller là cô có thể thảo luận với em về các lựa chọn về nghề nghiệp được không? Vậy thì ở đây đó chính là câu đề nghị đúng không ạ? Đề nghị này là Susan có thể, cô Miller có thể nói chuyện với Susan về việc cái lựa chọn nghề nghiệp của bạn ấy. Vậy thì ở đây câu số 3 này mình sẽ viết như sau. Susan asked Miss Miller to discuss her career option with her. Và ở đây cái career options ở đây chính là của bạn Susan đúng không? Nên là vì vậy chúng ta sẽ phải đổi my thành her và with me thành with her. Rồi, vừa rồi đó chính là phần bài tập A, task A của phần grammar. Mình sẽ tiếp tục chuyển sang phần task B nha. Task B, circle the correct answer. Khoanh tròn vào đáp án, đúng. Bây giờ mình sẽ có các câu như sau. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là đọc từng câu này. Và mỗi câu đều có một chỗ trống. Và mình sẽ cùng nhau điền chỗ trống đó. Điền chỗ trống để có thể hoàn thành câu. Câu số 1. You don't make a lot of money if you become a banker. Bạn .. Làm rất nhiều tiền nếu bạn trở thành một nhân viên ngân hàng. A could là có này, haven't và didn't đều mang nghĩa phủ định. Vậy đây theo nghĩa của mình thì chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ đáp án gì rồi nhỉ? Could đúng không ạ? You could make a lot of money if you become a banker. Bạn có thể kiếm rất nhiều tiền nếu bạn làm nhân viên ngân hàng. Number 2, I need to .. which university I want to attend. Tớ cần .. trường đại học mà tớ muốn nộp vào. Chúng ta có A, deal with, giải quyết vấn đề, figure out, là nhận ra, tìm ra, fill out, là điền vào. Vậy đây theo nghĩa của mình thì chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là ý B, figure out. I need to figure out which university I want to attend. Tớ cần tìm ra cái trường đại học mà tớ muốn tham gia. Number 3, .. I was little. I wanted to become an editor like my mom. .. Khi tớ còn nhỏ, tớ muốn trở thành một biên tập viên giống mẹ của tớ. Và chúng ta có ý A, before, trước khi. B, if, là nếu. Và C, when, là khi. Vậy về mặt nghĩa của mình thì chắc chắn cô và các bạn đã có câu trả lời đúng của mình rồi. Đó chính là ý C, when. When I was little, I wanted to become an editor like my mom. Khi tớ còn nhỏ, tớ muốn trở thành một biên tập viên giống mẹ của mình. Rồi và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần task A và task B của phần grammar và phần ngữ pháp. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần pronunciation. Task A của phần pronunciation. Circle the words that differ from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Phần task A của chúng ta sẽ là khoanh tròn từ mà khác với ba đáp án còn lại về stress là trọng âm của các từ đấy ạ. Và chúng ta có bài tập ở đây là yêu cầu chúng ta là chọn ra từ có cách đánh trọng âm khác. Và mình sẽ có hai câu number 1 and number 2. Number 1 is A, acquired. B, pressure. C, expand. D, pursued. Number 2, A, analysis. B, tutorial. C, interior.
and D, satisfaction. Và bây giờ mình để giúp các bạn hoàn thành bài tập này thì cô sẽ cho các bạn xem về phần stress cũng như là phần phiên âm của các từ để mình có thể chọn được đáp án đúng nhất nhé. Nào, number one, chúng ta có acquire, pressure, expand, pursuit. Và các bạn thấy khi trọng âm của chúng ta sẽ là một dấu ở phía trên đúng không ạ? Phía trên âm tiết mà được đánh dấu trọng âm. Vậy thì câu số 1 này khi nhìn vào phần phiên âm ở đây các bạn có thể đoán chọn ra được đáp án đúng không nhỉ? Đó chính là từ pressure. Đáp án A, C và D trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2. Còn từ pressure của chúng ta sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Câu số 2 nào. Analysis, tutorial, interior, and satisfaction, analysis. Vậy thì ở đây, analysis và là từ phân tích và đáp án đúng của mình sẽ là trọng âm của mình sẽ là trọng âm số 2, tutorial. Tutorial là âm tiết thứ 2, interior là âm tiết thứ 2, satisfaction là âm tiết thứ 3. Với đáp án đúng của mình sẽ là đáp án D, satisfaction. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của phần này nào. Nào, trong phần task A người ta yêu cầu chúng ta đó là circle the words that have the underlined part pronounced differently from the others. Khoanh tròn từ mà có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại. Chúng ta sẽ có hai câu. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành bài này thì cô sẽ cho các bạn xem phiên âm của các từ và sau đó để chúng ta có thể chọn đáp án một cách chính xác nhất nhé. Chúng ta sẽ có câu số 1. Passion, reward, activity and demand. Và ở đây người ta gạch chân chúng ta đó là letter A. Và đây duy nhất có một từ mà chữ cái A gạch chân được phát âm khác, đó chính là từ reward. Với đáp án đúng của mình trong câu số 1 sẽ đáp án A, reward. Câu số 2 nào. Register, editor, comparative and reinforced. Khi chúng ta sẽ đọc xong và nhìn cho cô phiên âm thì mình chắc chắn đã biết được đáp án đúng và đáp án nào rồi đúng không nhỉ? Người ta gạch chân chúng ta letter E. Và ở đây duy nhất một từ mà chúng ta có cách phát âm khác đó là từ reinforced. Với đáp án đúng của mình sẽ là đáp án D, reinforced. Và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong task A và task B của phần pronunciation. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của bài review 2 này nha. Tiếp theo của chúng ta đó là phần speaking. Task A in group of 2 or 4. Talk about what you want to do after graduating from high school. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần task A. Làm việc theo nhóm 2 hoặc nhóm 4. Nói về những điều mà bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3. Vậy thì bài tập ở đây yêu cầu chúng ta đó là chúng ta sẽ làm việc nhóm ạ, nhóm 2 hoặc nhóm 4 đều được. Và trong khi làm việc nhóm chúng ta sẽ nói cho các bạn trong nhóm của mình biết là chúng ta muốn làm gì sau khi mình tốt nghiệp cấp 3 xong. Và bây giờ bài tập này sẽ là bài tập để các bạn có thể đưa ra những cái quan điểm ý kiến của mình và những cái ý tưởng mà những điều mà các bạn muốn làm. Thì để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn cách làm của bài này thì cô sẽ có những phần suggested answer là những câu trả lời mẫu như sau nhé. Đầu tiên ở đây ạ, chúng ta có thể nói như sau. After graduating from high school, I plan to take a gap year to travel and volunteer internationally. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tớ có ý định là sẽ có một năm nghỉ để có thể đi du lịch và đi tự làm tình nguyện trên toàn thế giới. Và hoặc mình có thể nói như sau. After graduating from high school, I want to pursue a degree in computer science. Là sau khi tốt nghiệp trường cấp 3, tớ muốn học để có thể có bằng ở trong ngành công nghệ thông tin. Tiếp theo ạ. Đến phần tiếp theo, chúng ta sẽ có đến task B. Discuss the advantages and disadvantages of doing what you want to do after high school. Là trong phần task B, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái điểm có lợi và điểm bất lợi về việc mà chúng ta muốn làm sau khi mà tốt nghiệp cấp 3. Ví dụ như ở trong đầu tiên là muốn take a gap year này, thì điều bất lợi, điều có lợi của việc take a gap year là gì? Và bất lợi là gì? Hay là chúng ta muốn học về công nghệ thông tin, thì những cái lợi ích và bất lợi của nó là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn ở phần task B này.
Và để giúp các bạn có thể hiểu hơn bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần suggested answer nhé. Ví dụ như là advantages of taking a gap year là những lợi ích khi mà chúng ta nghỉ một năm, có nghĩa là chúng ta sẽ không học một năm đấy và mình dành một năm đấy để mình làm những cái việc mình muốn. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái advantages là những cái lợi ích của nó là gì. Traveling and volunteering can broaden my perspective and increase cultural awareness and help me develop independence. Việc mà việc tớ đi du lịch và làm tình nguyện có thể mở rộng cái góc nhìn của tớ này, tăng khả năng về cảm nhận biết về mặt văn hóa cũng như là giúp tớ phát triển được cái sự độc lập của mình. Vậy đây chính là cái advantages of taking a gap year, là lợi ích của việc là chúng ta nghỉ một năm, là đó là mở rộng cái góc nhìn của mình này, tăng cái khả năng mà chúng ta có thể nhận biết về mặt văn hóa và giúp chúng mình độc lập hơn. Vậy thì cái disadvantages của nó là gì? Những cái bất lợi của nó là gì? Thì mình sẽ cùng nhau nói tiếp vào phần tiếp theo nào. Disadvantages of taking a gap year. Nếu lợi ích của nó là như thế, chúng ta không thể phủ nhận được. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với bất lợi của việc mà chúng ta nghỉ một năm. Taking a year off means delaying my college education and entry into the workforce, which might affect my long-term career timeline. Việc mà chúng ta nghỉ một năm có nghĩa là chúng ta đã delay, đã trì hoãn cái việc mà chúng ta vào đại học, đúng không ạ? Và trì hoãn cái việc mà chúng ta bước chân vào thị trường lao động. Điều này có thể ảnh hưởng đến những cái lộ trình trong cái sự nghiệp lâu dài của tớ, lâu dài của chúng ta. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau nói về lợi ích và bất lợi của việc mà chúng ta taking a gap year, là mình nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần task C trong phần speaking này nhé. Task C, tell another your group ideas. Và bây giờ chúng ta sẽ, tell another group your ideas. Bây giờ mình sẽ nói với các nhóm khác về ý tưởng của mình. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đưa ra những cái quan điểm hoặc ý tưởng của mình, và mình sẽ cùng nhau đưa nói với các bạn ở nhóm khác thay vì những cái bạn trong nhóm của mình đã nói rồi. Thì để giúp các bạn hoàn thành bài tập này thì cô sẽ có phần hướng dẫn như sau. Ví dụ một bạn nhóm khác cũng nói là bạn ấy đưa quan điểm đó là I want to take a gap year after graduating from high school because I can gain new experiences, learn about different cultures and contribute to community in need. Tớ muốn nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 bởi vì tớ có thể đạt được những cái kinh nghiệm mới này, học về những cái nền văn hóa khác nhau và có thể cống hiến cho những cái cộng đồng mà đang cần sự giúp đỡ của tớ. Thì vừa rồi đó là chính là phần làm mẫu cho phần task C của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục bài tập trong phần write, trong phần review 2 này nha. Đó, phần cuối cùng của mình đó là phần writing. Task A, in pairs, check one of your partner final writing passes for unit 5. 4 and 5 using feedback form from the lessons. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra hoặc là check cái bài viết của bạn cùng nhóm của mình trong unit 4 và unit 5 sử dụng cái feedback form dưới đây. Feedback form của chúng ta sẽ có như sau. The writing follows the model of a blog post. Blog post là bài viết tuân thủ theo cái mẫu của một bài post trên blogs. It softens meaning and shows uncertainty. Nó có làm dịu về mặt ý nghĩa và thể hiện sự uncertainty, là sự không chắc chắn. I can understand everything in the blog post, là tớ có thể hiểu tất cả mọi thứ trong bài viết. Underline anything you don't understand, chúng ta sẽ gạch chân những điều mà chúng ta không hiểu. Thì ở trong bài số 5 ở đây thì phần writing của mình là yêu cầu mình viết một bài post trên cái blog về lifelong learning. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn sẽ là đọc cái bài đấy của bạn cùng nhóm mình và kiểm tra xem bạn của cùng nhóm mình có đạt được những cái thang điểm dựa trên những cái feedback form dưới đây hay không. Thang điểm đầu tiên đó là chúng ta phải theo mẫu của một bài đăng trên blog. Nếu các bạn làm đúng hết thì mình sẽ đánh vào 3 sao, đúng không ạ? Cái điểm tối đa của mình sẽ là 3 sao. Đến yêu cầu số 2 đó là it softens meaning and shows uncertainty. Trong bài post đấy thì có thể hiện sự làm dịu về mặt ý nghĩa và thể hiện sự không gì nhỉ?
không chắc chắn, chúng ta đã học cấu trúc đấy rồi. Và đến số 3, đó là cái tiêu chí số 3 đó là I can understand everything in the blog post, là tớ có thể hiểu tất cả mọi thứ ở trong bài blog đấy. Thì nếu mà chúng ta hiểu được tất cả mọi thứ bạn ấy muốn nói thì mình sẽ để cho bạn ấy 3 sao. Và underline anything you don't understand, nếu mình có bất kỳ thông tin nào mình chưa hiểu thì mình sẽ gạch chân nói cho cô. Trong phần task A này, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nhóm với bạn của mình này. Check bài viết của bạn dựa trên cái form sau đây nhé. À, cái form dưới đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với phần task B. Make a list of things you need to remember for your future writing. Bây giờ đến phần task B. Chúng ta sẽ lập ra một danh sách chúng ta cần nhớ để cho việc là viết của chúng ta trong tương lai. Thì bây giờ để giúp các bạn có thể hoàn thành xong phần task B này, thì cô sẽ có những cái danh mục mà chúng ta cần chú ý khi mà chúng ta làm bài viết. Đầu tiên đó là clarity and conciseness. Strive for clear and concise communication. Đó là sự rõ ràng và chính xác. Chúng ta cần viết giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác này. Grammar and punctuation. Maintain proper grammar and punctuation. Là đúng về mặt ngữ pháp và về mặt dấu câu. Chúng ta cần viết đúng ngữ pháp và sử dụng đúng dấu câu trong mục đích cần thiết. Organization and structure. Ensure logical organization and coherent structure. Chúng về thứ ba đó là về cấu trúc, cách bố trí, sắp xếp và cấu trúc. Chúng ta cần có một cách sắp xếp ý một cách có logic này và một cấu trúc dễ hiểu mà người đọc người ta có thể follow một cách dễ dàng hơn. Nhưng lưu ý tiếp theo nào. Proofreading and editing. Carefully proofread and edit your work for errors. Là chúng ta sẽ phải đọc bài này và phải sửa bài. Chúng ta sẽ phải đọc bài cẩn thận và sửa bài để chúng ta không xuất hiện những cái lỗi sai. Purpose and focus. Clearly define your purpose and stay focused on your topic. Và điều số 5 đó là mục đích và tập trung. Chúng ta phải biết được, chúng ta phải nêu rõ ra được là mục đích của bài viết là gì và chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề đó. 6. Revision and feedback. Take time to revise and seek feedback for improvement. Là ôn luyện tập này và phải có được những cái góp ý từ mọi người. Chúng ta sẽ cần thời gian để viết lại này, luyện tập lại này. Chúng ta phải luôn luôn tìm sự góp ý, sự đóng góp để có thể phát triển hơn. Vậy vừa rồi đó chính là phần trong phần task B, là những điều mà các bạn cần chú ý khi mà chúng ta làm bài viết trong tương lai. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần task C. Compare your list with another group and add anything you think is useful. Bây giờ đến phần task C là các bạn sẽ cùng nhau so sánh cái danh sách của mình với các bạn nhóm khác và mình xem là mình có thêm được những cái thông tin nào mà mình cảm thấy hữu ích hay không. Thì phần C này các bạn sẽ cùng nhau tự làm với bạn của mình và mình sẽ so sánh để chọn ra và để xem là bạn của mình có giống mình hay khác mình ở chỗ nào nào. Nếu mà khác thì những cái ý của bạn mình nói mình có thể tiếp thu được hay không thì mình sẽ cho vào cái list của mình. Và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn về nhà sẽ ôn tập thật tốt, chuẩn bị thật tốt để mình có thể học bài học tiếp theo một cách hiệu quả nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.